Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Những vấn đề Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị, trong cái chương trình này, tôi xin thưa chuyện với quý vị về biến cố 53 năm trước đây vào ngày 14 tháng 9 năm 1958. Đó là ngày mà Phạm Văn Đồng ký một cái công hàm nhìn nhận chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc. Trong cái công hàm của Chu Ân Lai gửi cho Phạm Văn Đồng, trong đó Chu Ân Lai có xác nhận chủ quyền của Trung Quốc kể cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lúc đó Trung Quốc tuyên bố cái lãnh hải của Trung Quốc là 12 hải lý. Và khi Phạm Văn Đồng trả lời và đã xác nhận chủ quyền và đã nhìn nhận cái chủ quyền của Trung Quốc, thưa quý vị, từ ngày đó lịch sử Việt Nam để lại biết bao những cái hệ lụy về vấn đề lãnh hải và lãnh thổ. Những cái biến cố do Phạm Văn Đồng gây ra năm 1958 cho đến giờ này, dân tộc Việt Nam vẫn đang phải chịu đựng những cái tai ách của Trung Quốc đè lên biển đảo của Việt Nam. Và thưa quý vị, trước khi đi vào chi tiết của chương trình, tôi xin đọc nguyên văn cái công hàm của Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 gửi Chu Ân Lai như sau. Thưa đồng chí Tổng lý, chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể. Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng. Hà Nội ngày 14 tháng 9 năm 1958 ký tên và đóng dấu Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thưa quý vị, trong cái tuyên bố của Trung Quốc ngày 4 tháng 9 năm 1958, trong đó có kèm theo bản đồ bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và từ đó cho đến bây giờ, mỗi khi có tranh chấp về biển đảo thì Trung Quốc lại lôi cái công hàm của Phạm Văn Đồng ra để làm một cái bằng chứng nói với Việt Nam rằng chính các ông đã nhìn nhận chủ quyền của chúng tôi. Vì vậy, bây giờ chúng tôi không có cái vấn đề gì để bàn với các ông. Cái vấn đề này đặc biệt liên hệ đến vấn đề quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thưa quý vị cũng đã nhớ, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam chúng ta đã bị quân Tàu chiếm đóng vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Lúc đó, dưới quyền cai trị của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam. Sau biến cố ngày 19 tháng Giêng năm 1974, chính quyền miền Bắc lúc đó là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn không có lên tiếng xác nhận chủ quyền của Hoàng Sa. Và vì vậy, người Trung Quốc vẫn cho rằng đó là một sự nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam, lúc đó Việt Nam là nước Dân Chủ Việt Nam Cộng Hòa của Cộng sản miền Bắc đã nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc. Sau đó đến năm 1988, thưa quý vị, người Tàu lại xua quân đánh chiếm 8 cái mỏm đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, lúc đó đang nằm trong tay của quân đội Cộng sản miền Bắc. Sau biến cố năm 1975, thì chính Võ Nguyên Giáp đã ra lệnh cho Hải quân Việt Nam tức tốc đem quân ra chiếm cái quần đảo Trường Sa từ tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ chủ quyền lãnh hải, là vì lúc đó chính Võ Nguyên Giáp đã thấy rằng đã có những cái hiểm họa là Trung Quốc dự chủ chiếm đóng quần đảo Trường Sa nếu quân đội Cộng sản không mau chóng ra quần đảo Trường Sa. Rất tiếc, năm 1988, quân đội Trung Quốc đã xua quân bất ngờ đánh chiếm 8 cái mỏm đá ngầm ở trong quần đảo Trường Sa. Và từ đó cho đến bây giờ, quân đội Trung Quốc đã xây một vài cái căn cứ quân sự ở đó và đã tiếp tục đem quân, đem tàu bè xây dựng các cơ sở quân sự ở tại quần đảo Trường Sa. Bây giờ trở lại vấn đề Biển Đông, thưa quý vị. Vào năm 1999, khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lãnh hải của họ, thì họ đã tự động vẽ ra một cái bản đồ hình lưỡi bò, bao gồm 80 cho đến 85% diện tích của Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam Cộng sản không có đường nào khác hơn là tiếp tục đưa ra những lời tuyên bố bằng nước bọt, xác nhận chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ của Việt Nam ở trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, trên bình diện quốc tế,
Việt Nam Cộng sản vẫn không có kiện Trung Quốc ra trước Liên Hiệp Quốc, vẫn không kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Quốc tế để đòi lại chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và lấy lại chủ quyền ở trên 8 mỏm đá ngầm ở quần đảo Trường Sa. Quý vị cũng đã biết, từ 4 năm vừa qua, Trung Quốc tiếp tục đưa thuyền bè tuần tiễu từ quần đảo Hoàng Sa cho đến Trường Sa. Họ nới rộng phạm vi hoạt động của Hải quân, đưa các tàu được gọi là tàu hải giám, tức là tàu cảnh sát biển rất lớn, có trang bị vũ khí dưới cái chiêu bài là tàu của dân sự, nhưng thực sự đó là tàu của Hải quân Trung Quốc có võ trang, đi tuần tra trên Biển Đông và ngăn chặn đánh bắt, chặn bắt, bắn các ngư dân Việt Nam đánh cá ở khu vực Hoàng Sa và Trường Sa, đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác trên Biển Đông đối với người ngư dân của Việt Nam. Vậy mà chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn không có bất cứ một cái hành động nào để trả đũa. Thậm chí nhà cầm quyền Việt Nam đã ra lệnh cho các cơ quan báo chí và truyền thông của Cộng sản Việt Nam không được gọi các cái tàu của Trung Quốc là tàu của Trung Quốc. Mà mới cho đến ngày gần đây, kể từ sau khi tàu của Trung Quốc xâm nhập vào hải phận của tỉnh Phú Yên và Vũng Tàu, cắt cáp các cái tàu thăm dò dầu của hãng dầu khí Việt Nam, thì lúc đó Việt Nam mới công khai chỉ trích Trung Quốc và gọi các cái tàu đó là tàu của Trung Quốc. Trước đây, tất cả các cơ quan ngôn luận cũng như là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ cấp nhỏ cho đến cấp lớn chỉ dám gọi các cái tàu của Trung Quốc là những tàu lạ. Vì vậy cho nên đã gây ra sự bất mãn rất cao ở trong nước cũng như trong số đồng bào Việt Nam của chúng ta ở nước ngoài. Cái vấn đề trở lại, cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa và vấn đề 53 năm ngày Phạm Văn Đồng ký một cái công hàm trao dâng hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Từ đó cho đến bây giờ, dân tộc Việt Nam vẫn chịu đựng một cái sự đe dọa trực tiếp về lãnh hải của người Trung Quốc sau khi người Trung Quốc đã áp lực Việt Nam để nhượng một phần lãnh thổ trên đất liền sau cái thỏa hiệp năm 1999. Quý vị cũng biết, vào năm 2000, Việt Nam và Trung Quốc đã đạt một cái thỏa hiệp phân định cái vịnh Bắc Bộ, tức là cái chủ quyền ở vịnh Bắc Bộ, và đã thỏa thuận một cái vùng đánh cá chung. Tuy nhiên, cái vùng đánh cá chung đó qua cái quần đảo Hoàng Sa và người Trung Quốc không có cho phép người Việt Nam đánh cá ở cái vùng này. Hàng năm, từ tháng 5 cho đến tháng 8, Trung Quốc vẫn ra lệnh cấm các thuyền bè của Việt Nam và ra lệnh cấm cái vùng này là không cho ai phép đánh cá. Tuy nhiên, họ lại bảo vệ và hộ tống cho ít nhất từ 500 cho đến 700 chiếc thuyền đánh cá của người tàu đến cái vùng biển của Việt Nam để thu vét hải sản của Việt Nam. Vậy mà họ vẫn ra lệnh chống phá và đánh bắt, đàn áp, bắt và tịch thu tài sản của các ngư dân Việt Nam. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề công hàm của Phạm Văn Đồng. Chính cái bản công hàm của Phạm Văn Đồng đã gây ra rất nhiều những hệ lụy cho dân và cho nước Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, vậy thì về phía Việt Nam đã nói về cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng như thế nào? Trên phương diện chính thức, chính quyền Việt Nam chưa hề giải thích tại sao Phạm Văn Đồng đã ký cái công hàm đó. Và chính Hồ Chí Minh khi còn sống, trong cái thời gian Phạm Văn Đồng ký cái công hàm đó, cũng đã không hề lên tiếng về vấn đề biển đảo của Việt Nam. Cho đến ngày 27 tháng 7 vừa qua, thưa quý vị, lần đầu tiên trên mặt báo Đại Đoàn Kết là tờ báo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có một bài nghiên cứu nói về cái công hàm của Phạm Văn Đồng. Và thưa quý vị, trong đó có một số đoạn rất quan trọng mà tôi xin đọc để hầu quý vị. Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng xuất phát từ mối quan hệ rất đặc thù với Trung Quốc trong thời điểm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đang rất cần tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của các quốc gia trong khối xã hội chủ nghĩa. Bây giờ là một cử chỉ ngoại giao tốt đẹp thể hiện quan điểm ủng hộ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong việc tôn trọng lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc trước các diễn biến quân sự phức tạp trên eo biển Đài Loan. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã phát biểu những lời ủng hộ Trung Quốc trong hoàn cảnh hết sức khẩn trương, chiến tranh chuẩn bị leo thang, hạm đội 7 của Mỹ đang tiến vào eo biển Đài Loan và đe dọa Trung Quốc.
Nội dung công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng được thể hiện rất thận trọng, đặc biệt là không hề có việc tuyên bố từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Một đoạn nữa nguyên văn như sau, thưa quý vị. Trong công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, không có từ nào, câu nào đề cập đến vấn đề lãnh thổ và chủ quyền, càng không nêu lên bất kỳ quần đảo nào như Trung Quốc đã nêu. Do vậy, chỉ xét về câu chữ trong một văn bản có tính chất ngoại giao cũng dễ dàng nhận thấy mọi suy diễn cho rằng công hàm 1958 đã tuyên bố từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và coi đó là bằng chứng khẳng định Việt Nam đã thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo này là xuyên tạc lịch sử và hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Thưa quý vị, đây là lý luận của một tờ báo, chứ không phải lý luận của một chính quyền, không phải lý luận của nhà nước Cộng sản Việt Nam trước mặt tòa án quốc tế, trước mặt Liên Hợp Quốc khi tranh chấp chủ quyền, lãnh hải và lãnh thổ với Trung Quốc. Đấy là hai điểm rất khác biệt. Bởi vì một bài báo có thể nói bất cứ một cái điều gì, đưa ra quan điểm của bất cứ một người nào, nhưng đó không thể được coi đó là quan điểm chính thức của một nước. Đó không phải là một quan điểm chính thức của một chính phủ. Đấy là hai điểm khác biệt. Vì vậy cho nên người Trung Quốc đã phát lờ, đã không hề điếm xỉ gì đến bất cứ một cái phản ứng nào của phía Việt Nam, đặc biệt là của phía báo chí Việt Nam. Bởi vậy cho nên chính nhà cầm quyền Việt Nam cũng đã phê bình báo chí Trung Quốc trong thời gian gần đây, đã có những bài báo đe dọa và viết rất lỗ mãng, rất thô bỉ, chỉ trích và lên án chính quyền Cộng sản Việt Nam đã vô ơn bạc nghĩa và còn đe dọa tát vào mặt Việt Nam và còn thúc đẩy quân đội của Trung Quốc tiếp tục chiếm đóng tất cả những cái hòn đảo còn lại ở trên Biển Đông. Đó là một cái vấn đề then chốt mà tôi xin phân tích để quý vị rõ. Thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình và tôi xin trở lại phần 2 của chương trình.